Xin chào mọi người. Ở Việt Nam các bạn cũng xôn xao nhộn nhịp đi mua sắm Tết. Gói bánh tét thì hôm nay mình cũng gói bánh tét để hòa vào không khí Tết của Việt Nam mình. Đây là nếp và đậu mình đã xào với lại một tí xíu muối, một hộp nước cốt dừa và đậu. Thì bây giờ mình sẽ gói bánh nha mọi người. Mọi người ở Việt Nam nhộn nhịp mua sắm, mình ở đây mình cũng nhộn nhịp gói bánh. Mời gói có mình ơn mình nè mọi người ơi. Đây là một chiếc lá, mình sẽ để thêm một cái miếng lá nữa, và sau đó một miếng lá nhỏ để ngược lại như thế này. Bây giờ mình sẽ để nếp vô. Ở đây lá rất là khan hiếm nên mình sẽ tiết kiệm tối đa có thể. Nãy mình đi siêu thị mua thêm mà siêu thị hết lá rồi, nên ở nhà mình còn bao nhiêu lá mình cứ dùng hết. Không biết có đủ lá để gói không nữa. Thấy các bạn ở Việt Nam đi mua sắm quá trời luôn, mình ở đây chẳng có gì để mua. Ở đây thì người Việt rất là ít nên không có Tết như mình. Lâu lắm rồi mình không được ăn Tết Việt Nam. Thấy các bạn ăn Tết ở Việt Nam mà mình nôn nao trong lòng, mà mình không có về được. Thành ra ở đây mình tự gói bánh để mình tự thưởng cho mình. Chỉ có vậy là niềm vui. Ở đây mình gói một mình xong thì chút mình cũng ăn một mình chứ không ai ăn. Anna với ba Anna thì không biết ăn nên mình chỉ ăn một mình thôi. Chuối thì chuối cũng không có chuối sim để gói nữa nên mình cũng gói bằng chuối già. Các bạn thấy ở đây thiếu thốn không? Thiếu thốn đủ thứ. Giờ mình sẽ gấp hai miếng này lại cho nó dính vào nhau. Đó. Tết Việt Nam là phong tục của người Việt mình. Còn ở bên Canada thì mọi người chỉ có người Việt. Chỗ nào mà có người Việt nhiều thì người ta mới có không khí Tết. Còn mình ở đây có mình ơn nhà mình nên mình phải tự gói cho mình ăn thôi. Lúc này đang là mùa đông nên mình để cái lò sưởi kế bên mình cho nó ấm. Mùa đông rất là lạnh. Hiện tại nhiệt độ bây giờ ở bên ngoài đang là âm 5 độ. Rất là lạnh. Trong nhà mình thì lúc nào cũng phải bật sưởi, không bật sưởi là không chịu được. Lạnh lắm luôn, lạnh teo luôn. Năm nay không biết các mọi người ở Việt Nam ăn Tết có lớn không, chứ mình lên mạng này mình thấy nhiều người đi mua sắm, mua hoa, mua bông, mua hoa, mua mai. Ôi, mình ở đây đứng ngồi không yên, muốn đi mua cũng chẳng có mà mua. Thôi thì cố gắng đến lúc nào được thì hay lúc đó. Hy vọng có dịp mình sẽ được về Việt Nam ăn Tết, chắc là vui lắm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gói bánh. Mình sẽ cuốn lại cho thật là chặt. Xong rồi lấy một cái dây cột tạm cho nó dính lại. Năm rồi mình cũng có gói bánh nữa, nhưng mà năm rồi mình gói bánh nhân thịt. Năm nay mình gói bánh nhân đậu và chuối. Cái phần trên này dài quá thì mình sẽ cắt bớt lá. Rồi, bẻ xuống.
Mình tuy mình gói vậy chứ trong lòng mình rất là vui nha. Vui, rất là vui, rộn ràng, nhộn nhịp. Ngày xuân ngồi gói bánh như thế này, bao nhiêu ký ức ùa về. Cắt một miếng. Bên đây mình sẽ ấp thêm một miếng lá nữa. Thật ra lá mình rất là có giới hạn. Ups. Nên mình tiết kiệm lá. Mỗi dịp xuân về, nhà nhà sum họp. Nhà mình thì chỉ có một mình ở đây tự gói bánh mà ăn. Ông xã mình với con gái đâu có biết ăn, đâu có biết không khí Tết của Việt Nam mình như thế nào đâu. Hôm qua mình đi chợ để mua một ít bông, bông nhãn thọ giống như Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà thật là buồn là không ai bán. Thật ra chỗ mình là vùng quê á mọi người, vùng sâu vùng xa nên không ai bán bông bán hoa. Với lại cũng có đâu có ít có người Việt nên đâu có ăn Tết Việt Nam đâu. Nên không ai bán thì thôi, mình có lòng thành là được rồi. Tự an ủi bản thân. Mình cũng không tính gói bánh đâu, tính đi ra ngoài mua cho nó gọn. Nhưng mà lúc nãy lên mạng thấy mọi người gói bánh nhiều quá, thôi mình cũng gói cho vui chứ cũng không bằng gì. Sao đây là bánh mình đã cột tạm, cột dây tạm rồi, bây giờ mình sẽ cột dây chính thức. Đây, ở đây cũng không có dây lạt giống như ở Việt Nam mình đâu mọi người. Đây mình gói bằng dây này, dây nỉ nè. Kệ đi, ở xa quê hương mà có chi dùng chi, có dùng là quý rồi. Hôm nay mình gói bánh mình cũng thấy rất là vui, gói bánh cho có không khí Tết. Lúc nãy mình cũng đi chợ mua thịt ba rọi, ngày mai mình sẽ bắt đầu kho thịt, mua thịt ba rọi với lại hai vỉ trứng với lại khổ qua, thịt bằm mình cũng mua sẵn rồi. Ngày mai bắt đầu vào việc nấu nướng. Mỗi năm ai cũng mong đến ngày Tết đến, gia đình sum vầy bên nhau. Mình lâu lắm rồi chưa được về quê ăn Tết. Mong là có dịp mình sẽ được về quê ăn Tết cùng với gia đình. Tết đến rồi. Hôm nay là 28, 29 Tết rồi mọi người ơi. Thời gian thật là nhanh. Thời gian trôi thật nhanh. Bây giờ mình đã cột xong cái từ trên xuống dưới rồi nè, thì mình sẽ tháo cái cọng dây tạm này ra. Lúc nãy mình cột tạm rồi, bây giờ mình tháo ra để mình cột chính thức. Đấy, xong rồi, sửa cái ổ bánh cho nó tròn tròn. Đây mọi người,
mình sẽ để cái ngón tay dưới này nè, rồi mình quấn cái cọng dây này vòng tròn lại, trồng vô đó. Rồi bây giờ mình sẽ siết lại, siết cho chặt nha. Tiếp tục cũng để ngón tay chịu cọng dây dưới đây, giờ mình xoay vòng tròn lại, quấn vô. Cứ tiếp tục như vậy cho hết đòn bánh nha mọi người. Yeah, đây là ba đòn bánh mình mới cột xong đây mọi người. Bây giờ mình sẽ đi luộc và hẹn mọi người chút nữa nha. Đây mọi người ơi, sau khi hầm nấu bánh tét khoảng 5 tiếng đồng hồ thì bây giờ bánh của mình đã chín rồi. Giờ mình sẽ vớt bánh ra nha. Rồi chực nóng. Bánh vẫn còn rất là ngon lành cành đào. Đây là bánh mình mới vớt ra, bây giờ mình để cho bánh nguội, nguội cho bánh dẻ lại, rồi mình sẽ cắt ăn thử cái xem như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ cắt bánh xem bánh có ngon không nha mọi người. Thật là nôn nao để thưởng thức được thành quả mình làm. Như thế nào đây? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Wow, bánh rất là dẻo luôn. Ngon quá. Mình thấy ham quá. Nhìn thấy thèm chảy nước miếng. Đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn bánh tét nhân chuối đậu. Sắp vô dĩa. Thì mình sẽ ăn thử một miếng cây ngon không? Rất là dẻo luôn. Mọi người nếu mà rảnh có thời gian nhớ làm ăn nha. Làm ăn cho ngon nha mọi người. Mời cả nhà. Là nó ngon. Ngon lắm. Mời cả nhà nha. Bây giờ mình xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Bye bye.